Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Kiev đã bị xóa sổ ở quốc. Kế hoạch mở mặt trận thứ hai để giải vây cho nhóm quân Ukraine ở quốc của Tổng thống Volodymyr Zelensky xem như đã sụp đổ. Một số nhà quan sát quân sự cho biết quân đội Nga tiếp tục giai đoạn 2, chiến dịch phản công quy mô lớn ở quốc và đã giành lại thêm nhiều vùng lãnh thổ. Lực lượng Moscow cũng đang gây sức ép nghẹt thở tại Russia. Tại Kupiansk, quân đội Nga tấn công vào hai ngôi làng trên sông Oskil, cho thấy họ đang áp sát sông. Về phía Pokrovka, lực lượng Moscow phát triển lên phía bắc dọc tuyến đường sắt. Giao tranh dữ dội với quân đội Ukraine đang diễn ra tại đó. Một blogger quân sự Ukraine cũng tuyên bố rằng quân đội Nga đã thiết lập vị trí của mình ở Imailiska. Tuyến tiếp tế phía nam vẫn đang bị máy bay không người lái FPV của Nga tấn công. Thành công của lực lượng Moscow thời quốc được đánh giá là sự kiện nổi bật nhất trong tuần qua. Sau một thời gian dài im lặng, chiến dịch phản công quốc của quân đội Nga lại tiếp tục. Theo dữ liệu mới nhất, Olgovka đã sụp đổ và một số khu định cư khác đã được kiểm soát. Điều này trở nên khả thi khi mà ngòi nổ của lực lượng Kiev tại quận Gluskovy cuối cùng đã cạn kiệt. Sau đó, ý đồ cắt đứt con đường xanh giữa Korenovo và Zhuzha của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục được thực hiện và rất tích cực. Mọi chuyện bắt đầu bằng một đòn tấn công kép vào mấu nồi đã hình thành từ phía Bắc và phía Tây. Quân đội Nga chiếm lại nhiều khu vực và lên kế hoạch dài hạn cho lực lượng của mình hoạt động trong khu vực nằm giữa hai đường cao tốc địa phương. Kênh Reuters cho biết, Moscow dồn dập nhận tin chiến thắng từ vùng biên giới quốc khi mặt trận thứ hai của Ukraine tại quận Gluskovy gần như bị xóa sổ. Quân đội Nga thành công giành lại nhiều lãnh thổ và tạo thế bao vây ngôi làng Lviv. Họ cũng chiếm lại khu vực quanh Mezhi. Pháo binh và không quân quân đội Nga thường xuyên tấn công các tuyến liên lạc phía sau của quân đội Ukraine, làm giảm khả năng chiến đấu của họ và cản trở việc tiếp tế cho các đơn vị tiền phương. Trong ngày qua, các vị trí của các đội hình của Kiev tại Palovka, Katerinivka đã bị tấn công. Kế hoạch mở mặt trận thứ hai để giải vây cho nhóm quân Ukraine trong nồi hầm cút của Tổng thống Volodymyr Zelensky xem như đã bên bờ vực phá sản từ giờ phút này. Lực lượng Moscow đã liên tiếp chiếm lại hai ngôi làng Poprovsky và Zimiskalin. Tại khu vực này, quân đội Nga đã đi vòng qua Tostinluk, nơi đang giao tranh ác liệt để tạo thế bao vây đối phương. Ngôi làng này cơ bản đã bị con sông phong tỏa từ phía đông. Tại quận Korenovo, trận chiến giành Dibuimovka vẫn đang tiếp diễn, nơi các đơn vị Ukraine đã bị bao vây một phần. Có khả năng quân đội Ukraine sẽ sớm buộc phải rời khỏi làng hoặc phản công để cải thiện vị trí của họ. Ở phía bắc quận Zhuzha, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt các đòn tập kích hỏa lực bằng pháo binh vào các vị trí của đối phương ở Rostovskaya và Prekhnoye. Về phía nam, các nhóm tấn công quân đội Nga đang phát triển dọc tuyến đường sắt về phía Komakovo và Akhromnom từ Ruskaya Kolopelka. Tại phía đông quốc, quân đội Nga cũng đang có những thắng lợi, nhiều vùng lãnh thổ đã được giành lại và chính thức đặt khu định cư Brekhovo vào thế bao vây. Đồng thời, lực lượng Moscow đang mở rộng các khu vực xâm nhập vào phòng tuyến của Ukraine, tìm cách tiếp cận sông Pesel và cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp của kẻ thù. Ở Sumy, quân đội Nga đã sử dụng UAV Karen 2 để tấn công một loạt doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực trung tâm. Các cơ sở này được sử dụng để sửa chữa và bảo dưỡng các vũ khí hạng nặng, bao gồm cả các mẫu của phương Tây, phục vụ cho nhóm xung kích tác chiến tại quốc. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 13 tháng 10 tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào cứ điểm và nơi tập trung quân Ukraine ở tỉnh quốc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quả bom lượn được máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả xuống. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của đối phương ở gần Zelenskyy, Zhinnyskalin và Poprovsky.
Quân đội Nga cũng ngăn chặn nỗ lực đột phá của Ukraine qua biên giới Nga gần với Novi Put. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng của Nga, không quân và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của 13 lữ đoàn Ukraine ở vùng Quốc và 10 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp với biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong một ngày, quân đội Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân, 10 xe bọc thép, bao gồm 7 xe tăng. Phía Nga xác nhận 8 quân nhân Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga trong 24 giờ qua. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu nổ ra giao tranh ở khu vực Quốc, Ukraine đã mất hơn 22.600 quân nhân, 157 xe tăng, 72 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 909 xe chiến đấu bọc thép, 619 phương tiện, 186 khẩu pháo, 36 bệ phóng pháo phóng loạt cùng với nhiều thiết bị quân sự khác. Nga đã nỗ lực trong hơn 2 tháng qua để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Quốc. Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát hơn 1.300 km2 ở Quốc, bao gồm 100 khu định cư. Ông Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine ở Quốc, nhưng lực lượng Kiev vẫn giữ một số phòng tuyến tại khu vực này. Nếu có thể giữ được một phần lãnh thổ của Nga, Ukraine sẽ có một quân bài mặc cả có giá trị trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Nga cho biết lực lượng quân sự nước này đã giành lại một số ngôi làng ở Quốc vào tuần trước. Quân đội Nga xác nhận lực lượng Ukraine đã rút bớt quân khỏi một số khu vực ở mặt trận Quốc. Mặc dù đạt được những bước tiến gần đây, nhưng quân đội Nga vẫn chưa thể giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Quốc ngay lập tức. Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ các vị trí chủ chốt và đang tìm cách phản công ở một số khu vực tại Quốc. Tuy nhiên, các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine buộc phải rút lui để tăng viện. Họ đang được thay thế bằng các đơn vị được huy động. Điều này phản ánh sự suy yếu nghiêm trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo trang tin quân sự Aviapro, theo các nguồn tin, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn về hậu cần, cần chuyển giao thiết bị hạng nặng đến khu vực này rất khó khăn và các nguồn lực đáng kể đã được chi cho các cuộc tấn công gần đây. Một trong những cơ sở quan trọng nhất vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine ở Quốc, đó là trạm đo khí đốt Suzha GMS, một trong những tuyến đường còn lại để vận chuyển khí đốt đến Liên minh châu Âu. Nga tiếp tục tiến sâu vào Donetsk. Trên trục Alexan, Kalinovo, lực lượng Moscow đang giao tranh đô thị dữ dội trong trung tâm Donetsk. Đồng thời, tại khu vực Leolidiska ở trên, quân đội Nga đang củng cố các vị trí mà họ đã đạt được. Sau khi chiếm hầu hết Druba và Kirovo, quân đội Nga đang tấn công về phía Denivka. Lực lượng Kiev vẫn đang giữ các vị trí trong những khu rừng và vành đai rừng trên các đường tiếp cận, thiết lập nhiều vị trí mới dọc đường sắt. Tại trung tâm, các nhóm xung kích Nga đang dần tiến dọc các đường phía bắc Donetsk. Tại khu vực bệnh viện trung tâm, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi các tòa nhà. Trong vài ngày qua, thì lực lượng Moscow cũng đã thiết lập được quyền kiểm soát đối với trụ sở cảnh sát giao thông trên các đường tiếp cận với mỏ Dzerzhinsky. Về phía bắc, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát dọc phố Mayakovsky và tham gia vào các trận chiến tại khu vực trường mẫu giáo số 8. Mặc dù đã có một số nguồn tin đưa tin, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về việc quân đội Nga đã giành được cơ sở này. Những đặc điểm cụ thể của chiến đấu đô thị làm phức tạp việc thiết lập cấu hình chính xác của đường tiếp xúc do chồng chéo các vị trí của hai bên. Tình hình thường xảy ra trên tầng khác nhau của cùng một tòa nhà. Các nhóm xung kích của cả hai bên có thể có mặt, đôi khi họ thậm chí không biết về sự gần kề của đối phương. Trong tình huống như vậy, mỗi cầu thang có thể là một cứ điểm. Việc phát hiện ra cứ điểm này rất khó khăn trong môi trường thay đổi liên tục. Ở phía nam thành phố, lực lượng Moscow tiến theo một bên đại lộ Svolov và xâm nhập vào phố Blahodatna. Do đó, cả hai gọng kìm của vòng vây bán phần đều đã tiến đến các lối vào mỏ Dzerzhinsky. Việc thiết lập quyền kiểm soát tại đây sẽ cho phép quân đội Nga bao vây các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực đô thị phía đông nam.
Đổi lại, lực lượng Kiev đang sử dụng nhiều loại UAV khác nhau, cố gắng ngăn chặn sự tập trung của quân đội Nga để tấn công vào mỏ. Phía đông đại lộ Sverdlov hiện đang có một vùng xám rộng lớn. Lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến ác liệt và vùng kiểm soát thực tế của mỗi bên có thể khác đáng kể so với dữ liệu mới nhất nhận được do tình huống thay đổi liên tục. Tình hình tại Leonidivka và Chesnivka đang bị bao phủ trong màn sương mù chiến tranh. Sau các báo cáo về một đợt tấn công của quân đội Nga tại khu vực này, vào cuối tháng 9, một khoảng lặng thông tin đã diễn ra. Việc thiếu các cảnh quay kiểm soát khách quan không cho phép làm rõ cấu hình của tuyến đầu tại đây. Ông Zelensky nói về tình hình ở khu vực quốc. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 12 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo tại khu vực quốc, lực lượng Moscow đã cố gắng đẩy lùi các vị trí của Ukraine, nhưng lực lượng phòng vệ vẫn giữ được một số tuyến nhất định. Nhà lãnh đạo Zelensky lưu ý, ông đã ở Kiev và thảo luận với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky về mọi mặt trận và chiến dịch ở Kherson. Tổng thống Zelensky tuyên bố, mặt trận Poprocker làm tốt lắm. Mọi người lính, mọi trung sĩ, mọi sĩ quan giữ vững các vị trí của chúng tôi. Nhìn chung tại Donetsk và Zaporizhia là những nơi rất khó khăn. Đây là những hành động cứng rắn của đối phương, nhưng sự ổn định của các đơn vị của chúng tôi có tầm quan trọng quyết định. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự ổn định của chúng tôi. Liên quan đến chiến dịch ở quốc, ông Zelensky xác nhận, Nga đã có những nỗ lực đẩy lùi các vị trí của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ được một số tuyến nhất định.